chắc có lẽ tiếp tục cái hành trình mình sẽ quay trở lại hang động để ghi hình thêm cái bức tượng A Di Đà hàng trăm năm tuổi, tính ra từ thế kỷ thứ 17 ha anh Hồ, đến hôm nay thì thế kỷ 21, 1, 2, 3, 4 thế kỷ, 4 thế kỷ rồi, hơn 400 năm. Ông ngắm cảnh ở đây đó không? Rồi anh thấy cái cảnh ở đây hữu tình quá, nên ông và có vẻ như là một vùng đất thiêng, tại vì ở đây sinh ra rất là nhiều nhân kiệt. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại một địa điểm di tích khá là lâu đời, đó là chùa Tam Thanh. Và để hiểu thêm về ngôi chùa này thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân, cùng theo em Phong Bụi cũng như là Bùi Hồ vào viếng ngôi chùa này nha. Sáng nay thì hai anh em cũng có dịp đi vào một cái núi, đó là núi Tô Thị. Ở trên đó thì có bức tượng đá người phụ nữ quá đá cho chồng. Thì ở trong cái câu ca dao vừa rồi anh Bùi Hồ chia sẻ, thì bây giờ mấy anh em cũng có dịp ghé vào ngôi chùa Tam Thanh. Chùa này thì nằm trong một cái hang núi nha mọi người. Và đặt chân vào thì chúng ta sẽ thấy cái khung cảnh ở đây khá là đẹp và đồ sộ. Hang này thì hang đá vôi, hang tự nhiên. Thông tin với mọi người thì ngôi chùa này nó có niên đại rất là lâu, có từ thời thế kỷ thứ 16. Và đặt vô cái ánh mắt mình là rất là nhiều tượng Phật ở đây. Và ngôi chùa này gọi là chùa nhưng mà nằm ẩn ở trong núi luôn. Nó có một cái điểm khá là hay. Ở lối đi vào là mọi người sẽ bắt gặp hai bức tượng, đó là hai bức tượng canh giữ cho ngôi chùa, tiêu diện với hộ pháp. Dạ. Còn góc bên này là ngôi Tam Bảo hả anh Hồ? Ngôi Tam Bảo. Và có khá là nhiều, có cả tượng Đức Thánh Trần nữa kìa, Trần Hưng Đạo. Rồi ở phía trên Ngọc thì Hoàng Phật Thích Ca. Dạ. Ở bên này là Đức Ông nè. Ngô Thị Tỷ. Ở góc bên này thì thấy một cái chuông đúc bằng đồng khá là cổ. Để mình xem thử là chuông này thời như thế nào. Cái kiến trúc của nó thì nó thể hiện được cái niên đại đúc đó không? Mình thì hai anh em cũng không có rành về khảo cổ, cho nên là chỉ ghi hình cho bà con cô bác xem. Nếu mà cô bác nào mà có cái thông tin về cái chuông đồng này có thể chia sẻ thêm ở phần bình luận ha anh Hồ. Đúng rồi. Rồi, nhìn trên hang động này khá đẹp. Mình gọi là chùa nhưng thật ra thì đây là một cái hang động. Thì trong cái hang động này những cái phần ở trên đó thì người ta đục đẽo sẽ thành một cái mái vòm của ngôi chùa luôn. Và dưới này thì người ta đã sẽ để những cái ngôi tượng Phật. Thì xa xa người ta treo những cái đèn, thấy nó có vẻ lung linh. Để tạo ra những cái phiến thạch nhũ này thậm chí là mất hàng triệu năm, khi mà những cái giọt nước ở phía trên đá vôi nhiễu xuống và tạo thành những cái thạch nhũ, cho nên là đôi khi lâu đời lắm cái sự trầm tích đó. Và đứng ở đây nghe được cái tiếng suối róc rách kìa. Lần đầu tiên mà đi vào một cái ngôi chùa mà vắng lặng mà nghe tiếng suối nó khác biệt như vậy ha. Phong có suy nghĩ gì về một cái ngôi chùa mà một con gọi là không có giống bất kỳ ngôi chùa nào nữa Việt Nam như thế này? Em chưa bao giờ. Ô anh Hồ, cái thạch nhũ này á nó quay lại khá đẹp ha, thậm chí là giống như một cái người đang là Khương Tử Nha đang ngồi câu cá vậy á. Đúng rồi, góc này là khuôn mặt một người đang đây nhìn, khuôn mặt một người đang nhìn lên nè, đúng không? Nhìn lên cái hướng cái động nè, này là hang dơi. Chính xác thì đây là một cái hang động núi đá vôi là chính xác hơn. Thì ở đây rất là nhiều đời và người ta thờ những tượng Phật, không biết là có sự tâm linh hiển linh nào không mà anh em mình lại thấy ở đây thờ rất là nhiều tượng Phật không? Ôi, coi ở dưới đó kìa, đó là người không? Ở đây thì ở dưới cái hồ này được đặt tên là hồ Âm Ti, và cũng có một cái phiến đá vôi hình mặt người luôn. Góc bên phải màn hình của mọi người á, nhìn khá là kỳ bí. Hồ Âm Ti. Hồ Âm Ti. Hay là mình đi lối bên này lên hang dơi luôn anh? Lối lên hang dơi. Lên hang dơi. Hang dơi. Sao mình đi lên đây hả? Dạ, chắc lên đây ha. Bây giờ thì tiếp tục cái hành trình nha mọi người. Và lần đầu tiên mà mấy anh em đặt chân đến
mấy em không biết là ngày xíu à. À, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình nha mọi người. Và đây là cái lối đi lên trên Hang Dư. Thiệt ra thì mấy anh em trong cái dự kiến cái hành trình khu vực Đông Bắc này cũng không có đặt chân đến ngôi chùa này đâu, nhưng mà khi mà lên trên một cái phiến hang núi đá đó là hang núi Tô Thị thì được bà con chia sẻ là ở đây có ngôi chùa có một cái bức tượng Phật khá là kỳ bí và khá đẹp, được đặt tượng từ thế kỷ thứ 17. Ở đây thì người ta họ làm lối đi nè, họ gắn đèn nè, họ trang trí ngôi chùa có vẻ nó khá là hài hòa. Những ánh đèn vàng, hồng, cam nó tạo lên sự huyền bí ở bên trong núi Đá Vôi. Do là cũng chưa có rành về ngôi chùa, cũng chưa có tìm hiểu cái lối đó như thế nào, mấy anh em có thấy cái đường đi thì đi à? Mong muốn hiện giờ là mọi người, hai anh em mình á, là muốn tìm cái bức tượng Phật A Di Đà đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Tới chưa ta? Là khu vực động người gọi là động Hang Dư. Ôi đẹp ghê. Gọi là chùa nhưng mà sớm giờ anh em mình không thấy một vị tu sĩ nè, thầy tu nữa phải không? Dạ. Ở đây nè, quá trời luôn kìa, một cái không gian khá rộng ra rồi. Hùng vĩ. Ôi trời, mọi người thấy không? Đây là lối đi, còn khu vực này là những cái đá vôi tự nhiên cho nên là người ta họ không có cho xâm phạm làm hàng rào. Còn ở phía xa xa kia cũng một cái bức tượng kìa. Thạch nhũ tự nhiên nhũ xuống, có lẽ là một hình hài gì đó, như một cái ông lão có nhiều tiệm rau á. Ở đây nhìn ra khung cảnh ở vị trí này khá rộng, khá đẹp. Đây là chắc có lẽ là cái phần mà cao nhất của cái hang động á. Dạ. Đứng ở đây mà nhìn ra phía bên ngoài ánh sáng á, nhìn nó đẹp kia, nó huyền bí. Nó ở trong một cái lòng núi đó không? Lòng núi đó thôi. Đây là một cái hang. Anh nghĩ là sẽ còn nhiều nơi mà nó bí hiểm hơn, nhưng mà tại vì chưa khai thác hết chứ Phong. Dạ. Bây giờ mấy anh em cũng đang cố gắng đi tìm cái bức tượng Phật A Di Đà cho bà con có bác cùng xem. Ở đây thêm được chưa? Hang Dơ qua bên kia Phong ơi, Hang Dơ là qua bên đó đó. Bên này là lối ra rồi. Lối ra đúng không? Dạ. Vậy Hang Dơ qua bên đây. Mình đi bên này qua ha. Hôm nay đi anh em đi khá là sớm cho nên là không có Phật tử cũng như là khách tham quan mà đến chùa hết rồi. Còn đây là lối lên cổng trời, nhìn lên cũng khá đẹp khi mà ánh nắng ở bên ngoài rọi vào. Ở đây là một cái bài vị thờ có tên là Cung Tiên Ông. Ở đây mới cậu gọi là cổng trời nè. Ở trên đầu mình á. Kỳ vĩ. Ôi, mình không ngờ là giữa một cái hang của núi Đá Vôi như thế này mà lại xuất hiện một cái hình tròn có kích thước rất lớn không? Tại vì núi Đá Vôi người ta không dám xâm hại ảnh hưởng đến cái kiến trúc tự nhiên. Và ở chỗ này em nghĩ là mỗi cái nơi mà đặt cái bàn thờ sẽ có một cái gì đó điển cho người ta mới lựa cái khu vực này làm cái nơi thờ tự. Có thể là những cái phiến đá nó có hình hài gì đó, anh để khuôn mặt cái hình đá, cái đá có giống khuôn mặt người không? Đúng, khuôn mặt của một vị tiên á. Ừ. Rồi kia là bức tượng mẹ Quan Âm đang đứng cầm cây liễu, cho nên có thể là thấy sự linh thiêng ở đây. Bà con có bác đặt cái bàn thờ nằm ở vị trí này. Em thấy có gâu không Phong? Có gâu luôn. Có gâu cầm một cái cây á. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển cho mọi người xem hả anh Hồng? Thật ra thì núi Đá Vôi nó tạo hóa rất là nhiều hình dạng khác nhau theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Bên này nữa ta. Quá trời nãy giờ đi mà không biết cái lối nào là lối nào luôn á.
đứng là một cái đoạn thì mình lựa chọn cái hướng đi. Chia sẻ với lại cô bác anh chị là hai anh em chủ yếu là đi tìm cái sự hoang vắng phải không? Dạ. Lên cổng trời luôn. Mình đi hướng bên này lại đi. Cái này để mà luồn cái điện vào cũng kỳ công lắm. Mà luồn làm sao cho đảm bảo cái tính thẩm mỹ. Đúng. Tại vì cảnh này là quang sơn mà thấy ngồi ra những sợi dây điện thì nó cũng hay lắm. Tạo ra những cái thạch nhũ như thế này á thì mất hàng triệu năm. Hàng triệu năm. Khi mà nước ở từ phía trên động nhiễu xuống và mang theo những cái trầm tích và tạo ra những cái thạch nhũ đá vôi như thế này. Mình đang trở lại cái động hai gọi là hồ âm ti. Còn đang cố gắng tìm bức tượng cho cô bác anh chị cùng xem. Thì vẫn chưa tìm được cái núi nào là cái bức tượng Phật A Di Đà. Nghe cái hồ này thôi là sự cảm thấy sự ma mị á. Cái tên âm ti thì chắc lẽ mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ cho nên không rõ. Cô bác anh chị nào mà có biết về cái tên âm ti nghĩa là gì á, có thể chia sẻ thêm. Ồ, đây có giếng nước ngọt hay nè. Có lẽ nghĩ là ở đây là nước ở đây chảy xuống nhũ nhiều xuống rồi người ta làm cái hồ nước để rửa cho Phật tử du khách đi ngang qua thì rửa mặt cho mát. Nãy giờ mình vẫn chưa tìm được cái từ Phật A Di Đà, chỉ còn một lối đi bên này nữa anh Hồ. Nhưng mà nãy giờ anh em mình chưa vô hang dơ á. Hang dơ mình đi ngang qua rồi. Bây giờ đi cái lối bên này. Lầu Vọng Thi. Lầu Vọng Thị. Ở ngoài Bắc thì cứ mô tả người đàn ông á thì lốt chữ văn mà người phụ nữ là thị, cho nên là một đây là một cái lầu về lầu gác của một cô gái nào đó. Chắc mình đi tìm cái bức lên đó, lên cái đó. Ồ, ra ngồi hang động rồi. Là núi đó đúng không? Đúng rồi. Ngay đây quay thêm cho bà con coi anh hả? Là không rành về cái địa lý ở bên trong hang, cho nên nãy anh em đi lọn xin ngẫu hết á. Đi một hồi vậy. Bây giờ cũng đã ra ngồi hang động rồi. Lên trên cái sườn núi luôn rồi. Cái này là kiến trúc đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ nè. Mái vòm gạch ngói ông Dương. Hàng trăm năm ấy không? Ở đây thì có thể nhìn thấy được một góc nhỏ ở thành phố Lạng Sơn. Và phía xa xa kia, góc bên kia, một cái bức tượng đá mà lúc trước anh mấy anh em cũng có ghi hình chia sẻ thêm cho cô bác. Đó là bức tượng đá nàng Tô Thị ôm con qua đá cho chồng, gắn liền với câu ca dao tục ngữ là đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Và kia là nàng Tô Thị qua đá, còn đây chùa Tam Thanh, gắn liền với câu vừa rồi mình mới chia sẻ. Chắc có lẽ tiếp tục cái hành trình, mình sẽ quay trở lại hang động để ghi hình thêm cái bức tượng A Di Đà hàng trăm năm tuổi, tính ra từ thế kỷ thứ 17 ha anh Hồ. Đến hôm nay thì thế kỷ 21. 1 2 3 4 thế kỷ. 4 thế kỷ đâu, hơn 400 năm.
400 năm niên đại khá nó khủng khiếp ạ. À. Trải qua khoảng 5 đời người. Nếu mà 400 năm là phải 7 đời người luôn á, tại vì tuổi thọ của mỗi người khoảng 6 mấy tuổi thôi. Ừ. Bây giờ em cái Tết nữa là em chuẩn bị bước sang tuổi 29. Thì cái Tết nữa là tuổi 30. Tết nữa là người ạ. 60 tuổi là hết sức bắt đúng không ạ? 30 là nửa đời người rồi. Wow, 31 là nói lên năm cao á, là bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời nha. Đúng rồi, bên kia sừng dốc của sự nghiệp ha. Bởi vì mình trên bên tuổi 26 kia. Đây là một cái đá vôi thật nhũ, nhưng mà nó bị nặng quá, nó bị bể rớt xuống này. Từ trên cao á, rớt xuống, nó kể xuống rớt xuống này. Nãy giờ mình còn đi quan sát, có cái nhà thờ đi xuống cái này chưa đi, cho nên là chưa có biết được là cái bức tượng A Di Đà này mình làm hả anh Hồ? Đâu mình ra ngoài động chứ. Dạ. Đây thì nơi thờ theo đạo mẫu, cho nên là đây là giống như bà Chúa Thượng Ngàn vậy. Hình ảnh được đặt ở phía trên hang núi, khá đẹp. Ở anh chia sẻ với Phong thì ở đây thì đa số rất là nhiều dân tộc khác nhau. Có hơn 11 dân tộc đang sinh sống ở trong cái tỉnh Lạng Sơn này. Thì có thể là trong các dân tộc với nhau thì ở đây một cái nơi thờ đạo mẫu thì theo một cái dân tộc nào đó đó ở đây không? Đây là bức tượng của đạo mẫu. Mẫu là mẹ ha. Dạ. Cái này là không phải là tự nhiên hả Phong? Này là do là xi măng thôi. Này là xi măng hả? Ờ. À, người ta tôn tạo người ta tăng cái tính huyền bí ha. Đúng rồi. Về cái trang phục thể hiện mẫu đạo mẫu này thì về cái trang phục thể hiện một cái dân tộc của Việt Nam nhân. Nhìn trang phục của bức tượng này thì em biết của dân tộc nào không? Cũng không rõ nữa, nhưng mà thì những cái sắc thái khác nhau ha. Ừ. Bây giờ mình ở đây chia sẻ thêm á cho mọi người thêm về cái bàn thờ Ngô Thi Sĩ này, người tạc ra bức tượng đó. À vậy ông Ngô là Thi Sĩ, ông là người tạc ra cái bức tượng đó ha. Ồ, giờ mới để ý này bằng tiếng Nôm, bằng chữ Nôm, chữ Hán. Cái này gọi là văn ở cổ luôn á. Hai cái bài thơ cổ này, bên này một cái này. Bên này một cái này. Người ta giảng giải luôn này. Bài chưa. Ký khi hộ giá vua đi tuần ngọ Bắc Kỳ. Động này là kỳ quan do trời đất tạo ra. Nơi đây là thánh tích của vùng đất thiêng của người giỏi. Thật khó mà miêu tả vẽ được. Chỉ thấy giữa màu núi biết rừng xanh đang trở lại vẻ thái bình. Đó thực là niềm vui cho núi non linh thiêng, nỗi mừng cho bậc hiền nhân đời trước, mà cũng là niềm trong mong ước xưa nay của nơi đất này, của đất này. Kính ghi lại sự việc kèm theo một bài thơ cho rằng. Rồi đọc hay không? Ngày 16 tháng 3. Đọc bài thơ. Bài thơ ha. Tam thanh non nước một màu xanh, hộ giá theo lên đến đòn thành. Cửa động còn lưu danh Tuấn Kiệt, vách hang lại hiện cảnh yên lành. Cảnh hòa núi đã sinh hiền tướng. Cảm hồi núi đã sinh hiền tướng. Rộn tiếng hô vang giúp thánh linh. Đất nước nghèo
nghìn xưa vận hội nước không vận hội mới, đất nước nghìn xưa vận hội mới, không lời ghi lại tả sao đành, không lời ghi lại tả sao đành. Ở bên đây là thơ chữ Nôm nè. Mùa xuân năm Giáp Tý, niên hiệu Khải Định, năm 1924. Xanh 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 ngắt trắng thành tây, cảnh động này say lắm vẻ say. Non nước đi về quen bóng hạt, gió trăng đưa đón thoảng làng mây. Giá trong bể hoạn gương còn tỏ, lửa ngất non tình đá cũng ngay. Trải mấy tang thương lầm bụi tục, rượu bầu thơ túi vẫn là đây. Đào Trọng Vận. Ở đây thì có tới 3 bức lần anh hồ, không phải là 2 đâu. Giờ bằng cách lại thấy bên này nữa. Em qua em đọc nốt 2 bài hết 2 bài thơ này đi Phong. Đây là bài bia số bài thơ trước đi. Bia số 1 và bia cuối cùng. Bia số 1, bây giờ em sẽ đọc bài thơ ha. Bài thơ của đại thi sĩ Nguyễn Du. Ồ. Đá Vọng Phu. Đá Vọng Phu, tiếng nữa là cây đá Vọng Phu, chắc là bên trong kia rồi. À, nói về đá Vọng Phu là đá của nàng Hoàng Vọng Phu ha. Không, đá của Tô Thị ha. Tô Thị. Đá ư, người là ai? Nghìn vạn mùa xuân đứng lẻ loi, muôn thuở mây trời xa mộng mị, một lòng son sắc vững thần đời. Trời thu ứa lệ nơi không ngớt, dòng chữ rơi rêu phong rơi không ngớt. Trời thu ứa lệ rơi không ngớt, dòng chữ rêu phong tạc chữa phai. Bốn mặt núi non trong ngứa mắt, luân thường nàng giữ một mình thôi. Bốn mặt núi non trong ngút mắt. Ngút mắt. Đây là bài thơ của Nguyễn Du. Ông đến đây ông ngắm được cái vẻ đẹp của tượng đá nàng Tô Thị á, thì ông đã làm nên cái bài thơ này. Còn ở đây là cái người mà đặt tượng đó là ông Ngô Thi Sĩ nè. Thông thả cưỡi lừa chơi động xưa, dùng dằn bên đồng cảnh càng cưa. Suốt trong cuộn đá suối đường... suối. Suối hả? À. Đọc lại ha. Ok. Thông thả cưỡi lừa chơi động xưa, dùng dằn bên đồng cảnh càng ưa. Suối trong cuộn đá đường reo gọi, núi trước nàng tô dại nắng mưa. Năm Kỷ Hợi 1779, tức là có lẽ là ông vào trong cái hang này. Ông Ngô Thi Sĩ là cái người mà tạc ra cái bức tượng tượng Phật. Tượng Phật, cho nên là khi mà vào tạc xong thì ông sẽ sáng tác bài thơ này để mô tả cảnh non nước ở đây. Ở thế kỷ thứ 17 á Phong. Thế kỷ thứ 10, nếu mà tính ra thế kỷ thứ 18 á. 18. Hay cái câu là núi nước nàng tô, núi trước nàng tô dại nắng mưa. Đây là cái núi này, còn ở phía tượng đá về. Có nghĩa là ông đứng ông ở bên đây á, ở bên đây ông nhìn qua cái bên kia đi. Để hỏi chị gái là về cái bức tượng A Di Đà nằm đâu ha. Rồi ok. Cô, cái bức tượng A Di Đà nằm chỗ nào vậy cô? Lên trên này ha. Dạ, cảm ơn cô. Và đây thì cái văn tự bên đây là văn tự hồi sớm đi số 1, em đọc chưa? Số 1 đọc rồi. Đây, ở đây là cái văn tự mà chữ Hán của ông Tô Thanh Sĩ hả Phong? Phong ơi, có ông Tô Thanh Sĩ hả? Đây là những cái văn tự bằng tháng, có lẽ là hôm qua năm tháng hôm phai rồi. Người ta sẽ chế tác lại cho nó rõ cho cô bác tham quan á. Và ở đây thì người ta phủ thêm cái lớp mạ, lớp vàng vàng cán này. Đó, cho nó đẹp hơn nữa. Em thấy đây nè, những này bị phai mờ nè. Bên này cũng có một cái bài thơ nữa. Bên này là bài bia số 1. Bia số 1. Tháng tự ghi cho cô bác xem. Bây giờ mình chạy qua bức tượng xem ha. Đây nó là Phong. Thì tất cả ở đây gồm có 4 tấm bia được đặt vô các vách núi á. Thì ở đây mình sẽ dịch nãy mấy anh em mình đọc ở đó. Thật ra thì chữ Hán thì các anh em cũng không có, hai anh em cũng không có hiểu nhiều, mà chủ yếu là dịch thuật, dựa theo dịch thuật của cái người xưa đó để cho cô bác quý anh chị nắm rõ ha. Và bây giờ thì em Phong Bụi cũng như là Bụi Hồ sẽ lên cái tượng Phật A Di Đà được tạc thẳng vào trong núi đá ha. Tượng Phật A Di
Di Đà là cái bức tường cao hơn 202 cm nha mọi người, và rộng 65 cm, và mặc áo cà sa vuông đủ kích thước, và được tạc ưu thể đứng và theo phong cách kiến trúc của thời Lê Mạc khoảng kỷ 16-17. Ồ, máy tính đang rồi. Một cái sự huyền bí á. Đây, anh Hồ có mang theo đèn pin không? Không, không, anh ở nhà. Ở đây hơi thiếu ánh sáng cho nên các bác thông cảm nha. Mình cho mọi người xem sơ qua. Đây là bức tượng A Di Đà. Bức tượng được xây dựng tạc vào thế kỷ thứ 17. Cho nên là mọi người sẽ có thể thấy là cái khuôn mặt, vóc dáng cái thời điểm đó nó khác với những cái bức tượng A Di Đà hiện giờ. Mặt thì phúc hậu hơn, cái bàn tay thì to hơn, và ánh mắt thì đang nhìn xuống, và trên người thì phủ một cái áo cà sa. Và đây là lối kiến trúc theo phong cách nghệ thuật thời Lê Mạc. Ở đây em có để kia kìa, có chữ trên kia. Thấy không? Bức tượng này thì tính ra mấy trăm năm rồi mọi người. Cô bác anh chị nào đến Lạng Sơn á, có thể ghé vào ngôi chùa này tham quan, là cái bức tượng lâu năm rồi. Mình sẽ bước lên đây ha. Bước có thể bước lên đây được nè. Trên kia hình như anh thấy có cái giếng đây hay nè. Cái giếng nước. Em dịp ngang qua đi. Để ngang qua bên đây em bước đi trước đi. Thôi được, được. Bước lên kia theo cách. Đứng đây qua xa xa cho bác. Coi được rồi. Ở đây như là đèn nó bị hư cho nên là không có thấy rõ. Đúng rồi. Và đây là cái bức tượng được tạc từ lâu rồi mọi người. Thường thì tạc tượng thì người ta sẽ tạc tượng Phật ngồi thuyền. Nhưng mà em thấy tượng Phật A Di Đà đây thì dáng đang đứng hay không hơn. Và bức tượng này cao hơn 2 mét hơn. Dạ. Nếu mà mọi người có thể thấy là cái kiến trúc và kể cả cái hình dáng ấy, nơi khác. Và người mà tạc bức tượng này là ông Ngô Thị Sĩ, cho nên nãy giờ mình mọi người thấy là có một cái bài thơ kèm theo đó là có một cái bài vị thơ ông tượng Phật A Di Đà. Có thể là lúc mà ông cưỡi ngựa ông đi qua đây đó, ông ngắm, ôi cô kia bắt điện mà, ôi ông ngắm cảnh ở đây đó không, rồi thấy cái cảnh ở đây hữu tình quá nên ông và có vẻ như là một vùng đất thiêng. Tại vì ở đây sinh ra rất là nhiều nhân kiệt, người ta nói địa linh nhân kiệt mà. Và ông đã tạc luôn cái tượng Phật này vào năm 1779 hả? Khá lâu hơn. Nhìn kỹ thì cô bác quý chị sẽ thấy ở trên kia là có bốn chữ Hán tự được tạc ở trên kia. Và phần ở trên này thì em nghĩ là cái vòm đá này hả Phong? Cái vòm hang này đó, thì đây là tự nhiên hay là đã được tạc? Em nghĩ là tự nhiên, tại vì nó có những cái vết hằn á, nó có cái sự sần sụ ra. Và gần đây thì như có cái nước thấm cho nên là người ta sợ, người ta bịt lại cái xi măng này, một cái đường xi măng á. Và mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên mọi người vào bên đây mới chiêm ngưỡng một cái khung cảnh đẹp như thế này. Một cái tượng Phật rất là bí ẩn đúng không? Và chỉ có người đến đây tạc tượng này mới hiểu hết được cái ý nghĩa của cái câu tại sao đặt bức tượng A Di Đà tại đây. Ở đây thì chỉ tạc cái phần ở ngoài sau đó thôi con ha. Dạ. Không, em ở đó em không coi được đó không? Không sao đâu. Bước cặp bé thôi. Chỉ là một cái hố nhỏ thôi à. Hố nhỏ hả? Đây là cái nơi thờ A Di Đà. Còn ở dưới này á là những cái bài thơ, những cái lời ghi lại, ghi chép lại cái hang động này từ 4 thế kỷ trước. Và hôm nay thì mấy anh em có dịp vào chùa Tam Thanh và cũng như là hang động núi Tam Thanh, thì cũng chia sẻ những hình ảnh này để cho mọi người xem một hình ảnh khá là kỳ bí. Và hôm nay là đi vào buổi sáng sớm cho nên là cũng không có đông đúc người, khá yên tĩnh để anh em thuận lợi ghi hình. Và lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một cái bức tượng Phật A Di Đà lâu đời như thế này. Chia sẻ cho mọi người thêm những cái thông tin bổ ích như muốn an tinh thần ha. Có người thì gọi là chùa Tam Thanh và có những cái tích gọi là động Tam Thanh.
Thì tại vì cái thật ra cái ngôi chùa thì phải nó có phải có vòm có máng được tôn tạo xây dựng, còn đây là một cái hang động tự nhiên ở trong núi đá vôi và một cái bức tượng phải nói rất là cổ kính ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha, cũng như mang một Bùi Hồ với lại em Phong Bùi mang một cái món ăn tinh thần nào đó cho cô bác quý anh chị trong thời điểm cuối năm như thế này.